chào tất cả anh chị, tôi là Mạnh Ô Tô. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với clip là tại sao chúng ta nên dọn xe. Thường thì tôi thấy rằng là đối với người dân Việt Nam thì là người ta ít dọn xe. Và đó là một cái điều mà nó rất hại cho xe chúng ta. Thì đối với tôi thì tôi nên khuyên các bạn là nên từ khoảng từ 3 cho đến 6 tháng. Chậm nhất là 6 tháng thì các bạn nên dọn xe một lần. Nhưng mà đối với tôi thì thường thì là khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng, 3 tháng thì tôi đã dọn một con xe. Thì tại sao phải dọn xe? Thì các bạn như là hiểu này, khi chúng ta dọn xe thì cái con xe của chúng ta nó sẽ sạch sẽ hơn. Và khi chúng ta dọn xe thì để cho cái xe thì chúng ta nó sẽ sáng và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và nó sẽ sạch sẽ. Và khi chúng ta dọn thì chúng ta sẽ biết được rằng là ở cái chỗ nào nó có những cái gì mà chúng ta cần nên sửa chữa trong cái nội thất của chúng ta. Nhưng có rất nhiều người tôi mua xe về thì ở bên trong nó hoàn toàn khi mà lâu không dọn thì nó rất là bẩn. Và nó mục những cái nỉ ra và nó trở thành là nó hỏng những cái nỉ của xe của chúng ta. Cộng với nữa đó là khi mà lâu chúng ta không dọn thì nó cái bùn đất nó nhét vào lâu trong thì nó sẽ gây mục. Đối với dòng xe Toyota và các dòng xe xịn thì nó không sao. Nhưng đối với các dòng xe ví dụ như Daihatsu, Gencha hoặc Lachetti hoặc là một số cái dòng xe Morning, chúng ta không dọn thì lâu ngày nó sẽ dẫn đến nổ sơn và nó sẽ mục bên trong cánh cửa. Thì tôi khuyên các bạn nên dọn những xe. Thì các bạn khi các bạn dọn thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Khi mà dọn thì chúng ta nên đến những người thợ chuyên nghiệp hoặc đến những nơi mà người ta ghi là dọn rửa, giặt tẩy nội thất. Thì chúng ta sẽ nên dọn những xe chúng ta có nó đẹp. Thì các bạn khi các bạn dọn một xe thì các bạn nhìn thấy rằng là toàn bộ những cái khoang máy thì nó trở nên rất là đẹp và rất là sáng và nó không bị bẩn. Đúng không? Và như các bạn nhìn thấy cabo thì khi chúng ta dọn thì nhìn nó rất là sạch sẽ. Và bên trong nội thất đặc biệt là khi các bạn mở cái xe ra, các bạn vừa dọn rửa thì tất cả những khe cửa, khi bạn dọn lên tất cả những khe cửa này, những cái hệ thống bên này nó sẽ trở nên rất là sạch sẽ và nhìn nó con xe chúng ta nó rất là sang và nó rất là đẹp. Và chúng ta thường ngày chúng ta hay ngồi lên nó thì với con xe này khi tôi mua ấy thì nó hoàn toàn là nó rất là bẩn, người ta lâu người ta không dọn rửa, thế nên là tay tôi phải đi tôi dọn rửa, tôi làm dọn từng chút một, tôi chăm nó từng chút một để cho nó đẹp cái con xe lên. Và các bạn nhìn này, cái trần cái nội thất ở bên trong chúng ta nhìn nó sẽ sạch sẽ và nhìn nó sẽ sang hơn. Những cái ghế này khi tôi mua nó hoàn toàn rất là bẩn, những cái sàn nó hoàn toàn rất là bẩn và tôi về tay tôi phải đi dọn và tôi phải đi lau rửa nó rất là chi tiết để cho nó sạch. Còn chúng ta con xe chúng ta trở nên nó thơm tho và nó sạch sẽ và chúng ta muốn ngồi lên nó nhiều hơn. Thì đó là những cái xe mà chúng ta thường xuyên chúng ta hay phải chúng ta thường xuyên chúng ta hay đi lên nó và chúng ta hay trèo lên nó. Và như thế thì cái không gian trong xe nó trở nên sang trọng và nó đẹp đẽ hơn. Thế các bạn nhớ là nếu mà lâu ngày các bạn không dọn ấy, lâu ngày quá không dọn thì nó bắt đầu là nó trở lên những chỗ như này nó keo, nó kép bẩn mà chúng ta không còn đánh được nữa. Và đến một thời điểm nào đó chúng ta phải đi sơn thì nó rất là phí. Thì những con xe mà khi các bạn có con xe các bạn đi con xe sang thì nên ở trong cái khung khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng thì các bạn nên dọn rửa, giặt tẩy nội thất một lần để người ta đánh những cái chỗ nào mà nó bẩn. Ví dụ như là những con xe như thế này lâu ngày nó các bạn không đánh ấy thì những cái chỗ như này bắt đầu nó trở nên mục, cái gì nó không còn tốt. Những con xe thì chúng ta nếu đây là những con xe xịn, xe G, con xe Innova thì cái sắt nó rất là cứng thì chúng ta nó không bị mục. Nhưng mà nếu đối với dòng xe Gencha như tôi mua vừa hôm qua mua một con ấy, người ta lâu rồi không giặt tẩy thì tôi về tôi bóc cánh cửa thì nó toàn bộ nó mục ngọt hết, cho nên phải đi hàn vá, nó mất rất là nhiều tiền và nó phức tạp. Cho nên chúng ta nếu mà chúng ta đánh rửa được đi thì những con xe như này thì nó sẽ hạn chế những cái sự mà bẩn thỉu ở con xe và nó sẽ hạn chế được cái sự mục ngoạt. Đó là cái lý do mà tại sao tôi muốn làm cái clip này. Và có điều gì bạn muốn hỏi thì các bạn hãy comment và hỏi bên dưới, tôi sẽ trả lời các bạn. Và các bạn thấy hay thì các bạn hãy share và đăng ký kênh thì tôi sẽ luôn luôn để lên những cái giá trị hơn cho các bạn. Và tôi còn để thêm số điện thoại bên dưới. Và các bạn muốn hỏi một cái điều gì đó mà cần tôi tư vấn miễn phí thì tôi có thể tư vấn cho các bạn. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.